Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 16 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, Đồi Voi, một điểm du lịch nổi tiếng ở Quế Lâm bị lũ nhấn chìm gần một nửa. Vào ngày 14 tháng 9, đoạn sông Ly ở thành phố Quế Lâm, Quảng Tây đã xuất hiện đỉnh lũ đầu tiên trong năm nay do lượng mưa lớn ở thượng nguồn. Tính đến 18 giờ, mực nước đỉnh lũ trên đoạn sông Ly ở thành phố Quế Lâm đạt 146,74m, cao hơn mực nước cảnh báo 1,04m. Vào ngày 15 tháng 9, đoạn sông Ly ở thành phố Quế Lâm, Quảng Tây đã xuất hiện đỉnh lũ đầu tiên trong năm nay do lượng mưa lớn ở thượng nguồn. Thưa quý vị, trong thời gian điều chỉnh nước và cát, các cầu phao dọc theo hạ lưu sông Hoài Hà dần dần bị tháo dỡ. Tính đến chiều ngày 15 tháng 9, cầu phao Udu, cầu phao Pingyan, cầu phao Gulu và cầu phao Bầy Quê ở Tế Nam đã bị tháo dỡ. Đỉnh lũ nhân tạo của sông Hoàng Hà tiến đến Tế Nam và Sơn Đông đánh sập 21 cây cầu phao. Theo Tân Hoa Xã tại Tế Nam cho biết, đỉnh lũ nhân tạo thứ 6 của việc điều chỉnh nước và chấm tích sông Hoàng Hà đã được nâng cấp đến khu vực Tế Nam vào ngày 16 tháng 9 để đảm bảo dòng chảy của lũ thông suốt và sự an toàn của giao thông qua sông. 21 cầu phao đã bị tháo dỡ ở phần Sơn Đông. Chúng tôi biết được từ cục sông Hoàng Hà, Sơn Đông rằng đỉnh lũ nhân tạo thứ 6 trong quá trình điều tiết nước và chấm tích của sông Hoàng Hà bắt đầu vào 2 ngày trước đó, tiến vào Sơn Đông vào ngày 15 tháng 9 và tăng tốc đến Tế Nam vào ngày 16 tháng 9. Vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 9, tốc độ dòng chảy của trạm thủy văn Gao Kun, trạm dừng chân đầu tiên của sông Hoàng Hà đi vào Sơn Đông đạt 2.400 m³/giây, trong khi lưu lượng của các con sông phía trên Tế Nam vượt quá từ 512 m³/giây đến 1.000 m³/giây. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 16 tháng 9, tốc độ dòng chảy của trạm thủy văn Gao Kun, trạm đầu tiên của sông Hoàng Hà vào Sơn Đông đã tăng vọt từ 1.000 m³/giây lên 1.680 m³/giây, tạo thành đỉnh lũ nhân tạo để điều chỉnh nước và cát đã chính thức đi vào lãnh thổ của Sơn Đông. Phóng viên đã tìm hiểu từ cục sông Hoàng Hà Sơn Đông rằng sau nhiều lần điều chỉnh nước và phù sa trước đó ở sông Hoàng Hà, dung lượng dòng chảy của kênh chính ở hạ lưu sông Hoàng Hà nói chung đạt 3.500 m³/giây đến 4.000 m³/giây, nhưng công suất dòng chảy cục bộ chỉ là 3.200 m³/giây đến 3.400 m³/giây. Hạ lưu sông Hoàng Hà có giao thông đông đúc qua sông và có nhiều cầu phao dọc sông. Để đảm bảo cho dòng nước, cát, lũ và an toàn giao thông được thông suốt, những chiếc cầu phao bắc qua sông đã được phá bỏ từ trên xuống dưới ở khúc sông Sơn Đông. Đến sáng ngày 16 tháng 9, 21 cầu phao đã bị phá bỏ, trong đó tất cả các cầu phao phía trên trạm thủy văn Sunku và một số cầu phao bên dưới Sunku đã bị phá bỏ. Tất cả các cầu nổi sẽ bị dỡ bỏ vì đỉnh lũ nhân tạo để điều tiết nước và cát di chuyển xuống hạ lưu. Sông Hoàng Hà là con sông lớn thứ hai ở Trung Quốc. Trong lịch sử, cả hai bên sông Hoàng Hà đều bị lũ lụt nghiêm trọng, lũ tràn khắp thượng lưu, trung lưu và hạ lưu sông. Theo người phụ trách văn phòng chỉ huy phòng chống lụt bão và hạn hán, lũ sông Hoàng Hà chủ yếu ở vùng hạ lưu. Biểu hiện tập trung là những thiên tai nặng nề là vỡ và chuyển dòng sông do lũ lụt thường xuyên mang đến cho người dân hai bên bờ. Đặc điểm của thiên tai lũ lụt là tần suất vỡ bờ bao, diện tích nhấn chìm rộng, lũ lớn và áp lực cát trôi, thiệt hại lớn về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng sâu rộng. Các sự kiện thiên tai lũ lụt lớn trong lịch sử như lũ lụt ở hạ lưu từ năm 602 trước công nguyên đến năm 1938. Trong 2.540 năm, có hơn 1.590 năm lũ lụt ở hạ lưu sông Hoàng Hà. Và trong 543 năm có 26 lần chuyển hướng lớn, phạm vi lũ bắt đầu ở Mengjin ở phía Tây, Thiên Tân ở phía Bắc và Changhuai ở phía Nam. Vùng chảo bao gồm 250.000 km² của 5 tỉnh Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam, An Huy và Giang Tô ở đồng bằng Hoàng Hoài, Hải Hà và dân số hơn 100 triệu người. Trận lụt vào tháng 8 năm 1933 xảy ra trên các nhánh chính và phụ lưu của sông Hoàng Hà và lưu lượng đỉnh của trạm San Xian là 22.000 m³/giây. Trận lụt đã gây ra hơn 50 vết nứt ở bờ Bắc và Nam của hạ lưu sông Hoàng Hà, nhấn chìm 30 quận ở các tỉnh Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc và Giang Tô, khiến 12.700 người thiệt mạng. Trận lụt vào tháng 7 năm 1958 xảy ra ở Trung và hạ lưu sông Hoàng Hà,
và lưu lượng đỉnh điểm tại trạm Huyongkhanju là 22.300 m3 mỗi giây, đỉnh lũ dâng cao và dữ dội, khiến tuyến đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu bị gián đoạn. Dưới sự bảo vệ của 2 triệu lính kiểm soát lũ lụt ở các tỉnh Hà Nam và Sơn Đông, an toàn kiểm soát lũ lụt và hạ lưu sông Hoàng Hà đã được đảm bảo. Trận lụt năm 1982 vào tháng 8 năm 1982, một trận lụt xảy ra giữa Samensia và Haiyangkun trên sông Hoàng Hà và lưu lượng đỉnh điểm tại trạm Haiyangkun là 15.300 m3 mỗi giây. Ở khu vực bãi biển hạ lưu, ngoại trừ một số bãi biển cao ở Yangjiang, Yangmu và Kaifeng, còn lại tất cả đều bị nhấn chìm. Tổng cộng 1.303 ngôi làng ở khu vực bãi biển bị nhấn chìm, 2,1744 triệu hectare đất canh tác, 400.800 ngôi nhà bị sập và dân số bị ảnh hưởng bởi thảm họa lũ lụt này là 932.700. Thảm họa lũ lụt ở thượng lưu và trung lưu. Các thảm họa lũ lụt ở thượng lưu sông Hoàng Hà chủ yếu xảy ra ở đồng bằng He Tao thuộc vùng Lan Châu và vùng Ninh Môn. Do ở thượng nguồn ít có mưa lớn, lũ ít xảy ra, lưu lượng đỉnh lũ ít và trước đây dân cư thưa thớt, kinh tế kém phát triển nên thiên tai lũ lụt ít nghiêm trọng hơn ở hạ lưu. Từ Long Môn đến Thông Quan ở trung lưu sông Hoàng Hà có các cao nguyên hoàng thổ ở cả hai bên và có hơn 1 triệu hectare đất bãi biển. Sau khi hồ chứa San Mencia được hoàn thành và đưa vào sử dụng, vùng hạ lưu sông Weihe bị bồi lấp và lũ lụt ngày càng trầm trọng. Năm 1981, lũ thượng nguồn. Từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 13 tháng 9 năm 1981, trời mưa liên tục hơn 30 ngày ở thượng nguồn. Sau khi được điều chỉnh và lưu trữ bởi hồ chứa Lucia, lưu lượng đỉnh cầu sắt Trung Sơn ở Lan Châu vào ngày 15 tháng 9 là 5.600 m3 mỗi giây. Trận lũ đã làm ngập hơn 40.000 ha đất nông nghiệp và làm sập 3.589 ngôi nhà, làm ảnh hưởng tới hơn 120.000 người và hàng chục các nhà máy và hầm mỏ ở Lan Châu. Trận lụt Weihe năm 2003, từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 10 năm 2003, vùng trung lưu và hạ lưu sông Hoàng Hà gặp phải trận mưa mùa thu ở Tây Trung Quốc hiếm có và có 6 đỉnh lũ ở lưu vực sông Weihe. Cả hai đều ghi nhận mức lũ cao nhất trong lịch sử. Trận lũ làm 8 bờ kè của các nhánh chính và phụ của sông Weihe bị vỡ, ảnh hưởng đến 562.500 người, 292.200 người phải di rời, 1.378.000 ha đất canh tác bị ảnh hưởng và 187.200 ngôi nhà bị sập. Sông Hoàng Hà bước vào mùa lũ chính trong năm nay. Mặc dù hạ lưu sông Hoàng Hà ban đầu đã xây dựng một hệ thống kỹ thuật kiểm soát lũ khối trên và dãy dưới và hai bên sông bị ứ đọng, mặc dù dự án kiểm soát nước Xiao Lang Di về cơ bản đã có thể chống lại mùa lũ thiên nhiên kỷ của sông Hoàng Hà sau 7 năm hoạt động. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên phức tạp của sông Hoàng Hà, điều kiện sông đặc biệt và luôn thay đổi, một số liên kết yếu nổi bật và các vấn đề vẫn làm đau đầu những người làm công tác kiểm soát lũ sông Hoàng Hà. Li Yongqing, Giám đốc Ủy ban Kiểm soát nước sông Hoàng Hà thuộc Bộ Tài nguyên nước cho biết, du lịch trên sông kiểm soát lũ gần đây rằng bất cứ ai đã từng xử lý sông Hoàng Hà đều biết rằng sông Hoàng Hà hiện đang phải đối mặt với nước ít cát nhiều. Các kênh hạ lưu ngày càng thu hẹp, sự mâu thuẫn gay gắt giữa cung cầu tài nguyên và năm mối đe dọa lớn ở vùng lũ hạ du khiến cần phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó mọi loại lũ với tinh thần chống chọi trong mùa lũ chính vụ, ít nước và nhiều cát, nước và cát từ nguồn khác nhau. Lượng phù sa trung bình của sông Hoàng Hà trong nhiều năm gấp 3 lần so với sông Dương Tử và lượng phù sa tối đa đo được tại trạm San Xian là 911 kg trên mét khối. 60% lượng nước và 80% lượng cát của sông Hoàng Hà đến từ mùa lũ và mùa lũ chủ yếu đến từ một số trận mưa bão và lũ lụt. Kể từ khi người dân cai trị sông Hoàng Hà, bờ kè hạ lưu buộc phải nâng lên 4 lần với độ cao trung bình từ 2 đến 4 mét, nhưng tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt vẫn chưa được cải thiện. Hoàng Hà là con sông treo trong lòng người do sự lắng đọng phù sa lâu ngày, lòng sông hạ lưu nói chung cao hơn mặt đất từ 4 đến 6 mét ở cả hai bờ. Và lũ sông Hoàng Hà đều được bảo vệ bởi các bờ bao ở cả hai bờ, trong đó lòng sông Hoàng Hà cao hơn mặt đất ở thành phố Tân Hương 20 mét, cao hơn mặt đất ở thành phố Khai Phong 13 mét và cao hơn mặt đất ở thành phố Tế Nam là 5 mét. Do tồn tại sông treo nên một khi lũ tràn bờ, độ sâu của bờ kè có thể lên tới 4 đến 5 mét và chênh lệch đầu nước trên lưng nhìn chung từ 8 đến 11 mét. Thậm chí nếu có những trường hợp nguy hiểm xảy ra như thấm nước, tắc đường ống thì hậu quả
không thể tưởng tượng được. Công trình và dự án kiểm soát này được đắp bằng đá và chức năng chính của chúng là kiểm soát dòng chính của sông sẽ làm giảm lưu lượng nước trực tiếp đến con đê. Tuyến phòng thủ thứ hai con đê kiên cố dài hơn 2.000 km để chống lại các mối đe dọa của lũ lụt lớn hơn. Do thời gian dự báo lũ ngắn và tồn tại, sông lơ lửng cấp 2, nên sau khi nước vào tràn bãi, đường đi sơ tán của người dân sẽ bị ngập nước, khiến việc di dời và giải tỏa các thảm họa của người dân càng khó khăn hơn. Sông Hoàng Hà có thể bị hạn hán và lũ lụt đột ngột trong mùa lũ. Người đứng đầu trụ sở chính của phòng chống lũ lụt và hạn hán sông Hoàng Hà gần đây đã chỉ ra rằng, kể từ đầu năm nay, một số khu vực của lưu vực sông Hoàng Hà đã trải qua hạn hán nghiêm trọng. Nhưng dự báo thời tiết cho thấy thời tiết thiên tai cực kỳ đột ngột xảy ra trên lưu vực, khả năng xảy ra quá nhiều, rất có thể hạn hán và lũ lụt chuyển biến mạnh, đồng thời xảy ra hạn hán và lũ lụt nhanh và mạnh. Theo dự báo của Ủy ban Kiểm tra nguồn nước sông Hoàng Hà, từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, lượng mưa ở thượng nguồn sông Hoàng Hà sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 20%, có thể gây thiếu hụt nguồn nước để chống hạn và phạm vi các khu vực bị ảnh hưởng hạn hán và thiếu nguồn cung cấp nước ở một số thành phố được mở rộng. Theo dự báo, vành đai mưa nằm ở cực Bắc và Nam, vùng mưa lớn trên lưu vực sông Hoàng Hà di chuyển nhẹ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sông Hoàng Hà. Li Yongjing, Giám đốc Ủy ban sông Hoàng Hà chỉ ra rằng vùng hạ lưu sông Hoàng Hà đã không nhận được lũ trong 24 năm và khả năng xảy ra các trận lũ lớn ngày càng tăng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!